Ngày 12 tháng 12, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội thảo tăng cường năng lực đào tạo đáp ứng yêu cầu về công nghệ xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam. Đây là một trong những nội dung quan trọng thuộc dự án đầu tư tăng cường năng lực đào tạo cho Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải với sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản. Nội dung hội thảo tập trung giới thiệu, thảo luận về chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ xây dựng cầu đường, sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác với các doanh nghiệp xây dựng của Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông Vận tải đã có nhiều văn bản chỉ đạo về gắn đào tạo với nhu cầu xã hội. Tuy nhiên, giữa nhà trường và doanh nghiệp vẫn còn những khoảng cách nhất định. Trong đó có nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng cầu đường bộ nói chung, lĩnh vực xây dựng đường cao tốc nói riêng. Chính vì vậy, các ý kiến của nhiều chuyên gia tại hội thảo sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hợp tác, đặc biệt trong công tác đào tạo gắn liền với thực tiễn, để dự án được thực hiện có hiệu quả, tiến tới nhân rộng trong các trường cùng đào tạo nguồn nhân lực xây dựng cầu đường của đất nước.